Trong quá trình bạn tìm hiểu về quảng cáo Facebook á, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những cái thuật ngữ liên quan, ví dụ như là cam, target, ngân sách budget, rồi rất là nhiều những cái thứ khác. Thì những cái thuật ngữ này là gì? Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với thanhthịnhbùi.com. Mình là Thịnh và trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ giải đáp cho bạn 6 thuật ngữ cơ bản nhất mà trong quảng cáo Facebook bạn phải biết. Và bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube của Thịnh và nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận email thông báo mỗi khi Thịnh ra video mới nha. Nếu như đang có những thuật ngữ nào mà bạn không hiểu, bạn hãy bình luận bên dưới video này, Thịnh sẽ giải đáp cho bạn. Tại vì thuật ngữ Facebook thì rất nhiều, cho nên là mình sẽ không thể nào biết là cái nào bạn đang thắc mắc để mà giải đáp cả. Vì vậy hãy bình luận ngay dưới video này cho Thịnh nha. Việc mà bạn biết được nhiều thuật ngữ quảng cáo Facebook sẽ giúp cho bạn dễ dàng trao đổi với những người bạn trong nghề, hoặc là bạn sẽ dễ dàng tiếp thu được kiến thức từ những người khác chia sẻ lại. Ví dụ, bạn sẽ thấy trên những cộng đồng có rất nhiều người họ viết bài chia sẻ, nhưng mà các bạn đó thì cũng rất bận, cho nên hầu như các từ khóa các bạn ấy đều viết tắt cả. Cho nên, bạn biết càng nhiều thuật ngữ thì sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu thông tin cũng như là tiếp nhận kiến thức và trao đổi với người khác. Ví dụ như bạn đi nói chuyện với những người bạn bè bán hàng online, chạy quảng cáo, thì khi người ta nói chữ cam hay người ta nói ngân sách hay người ta nói chiến dịch là cái gì thì ít ra bạn còn hiểu, bạn còn có thể trao đổi được. Còn nếu như bạn không biết được á, thì bạn sẽ bị lạc lõng trong cuộc nói chuyện đó ngay. Đầu tiên, đó chính là cam. Thì cái chữ cam này á, bạn thấy nó viết nó hơi lạ đúng không? Thì cái chữ cam này á, là viết tắt của chữ campaign. Có nghĩa là các bạn thường hay viết tắt là CAMB. Đó, nhưng mà thật sự cái chữ đầy đủ của nó là cái chữ campaign. Thì dịch ra nó chính là chiến dịch. Thì chiến dịch quảng cáo thì bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, thì để cho bạn xem các ví dụ về những cái chiến dịch quảng cáo. Thì đây là những cái mà người ta gọi là những chiến dịch quảng cáo. Thì cái chữ cam thường hay viết tắt từ chữ campaign thôi. Chữ tiếp theo đó chính là cái chữ target. Cái chữ này á, thì bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều, vì rất là nhiều bạn thích cái chữ target này. Chữ target này chính là họ đang trao đổi về cái việc là nhắm đối tượng mục tiêu khách hàng, độ tuổi, giới tính, và đặc biệt chính là cái phần mà nhắm mục tiêu chi tiết. Bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình thì để cho bạn xem. Có nghĩa là trong cái ô nhắm mục tiêu chi tiết này nó chứa rất nhiều những hành vi và sở thích ở trong đó. Và làm sao để có thể bỏ đúng cái hành vi sở thích khách hàng vào để chạy quảng cáo. Thì đây chính là cái từ target mà rất nhiều bạn nhắc tới. Bạn sẽ bắt gặp về ba cái loại từ này. Đó chính là BBE, Click to Web và conversion. Dạo gần đây bạn sẽ bắt gặp hai cái từ click to web và conversion nhiều hơn. Thì cái chữ BBE là được viết tắt từ cái chữ pay post engagement, có nghĩa là người ta đang nói đến mục tiêu chạy tương tác. Còn cái chữ CTW là viết tắt của chữ click to web, có nghĩa là chạy lưu lượng truy cập. Còn cái chữ conversion á, được dịch ra từ tiếng Anh có nghĩa là chạy quảng cáo chuyển đổi. Thì ba cái từ này nó đang nói đến ba cái mục tiêu khi mà bạn chạy quảng cáo Facebook, bạn sẽ chọn mục tiêu nào. Thì thực sự là nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ là viết tắt của những cái từ tiếng Anh hoặc là cái chữ conversion á, thì dạo này chúng ta bắt gặp nhiều hơn, hoặc có nhiều bạn viết tắt cái chữ conversion này bằng cách là viết tắt cái chữ convert, chữ con xong bạn thêm chữ V ở cuối nữa. Thì đó là những cái thuật ngữ mà bạn nên làm quen. Và cái từ tiếp theo đó chính là cái từ budget, hay chúng ta còn nghe nó là ngân sách. Thì bạn sẽ thấy hình, để cho màn hình cho bạn xem cái ảnh chụp, là cái ô này chính là cái ô mà các bạn sẽ điền cái ngân sách chạy quảng cáo vào đây, hay là chọn ngân sách hàng ngày hay chọn đời gì đó, thì bạn sẽ điền cái số tiền muốn chạy quảng cáo vào trong đây. Thì đây là cái ô ngân sách mà nhiều người nhắc tới, viết tắt bằng cái chữ budget. Thuật ngữ tiếp theo đó chính là cái thuật ngữ reach, hay còn gọi là tiếp cận. Cái chữ reach này là các bạn đang nhắc tới cái số lượng người tiếp cận quảng cáo. Thì cái số lượng người tiếp cận quảng cáo này á, chính là cái việc Facebook sẽ đo lường là khi mà một người họ lướt trên Facebook, họ bắt gặp cái mẫu quảng cáo của bạn và sau đó họ dừng lại, họ xem khoảng chừng 3 giây thôi, xong sau đó họ lướt đi, thì được tính đó là một lượt tiếp cận. Thì cái chữ chỉ số reach này rất là nhiều người nhắc đến để xem là cái quảng cáo của mình chạy có được nhiều khách hàng nhìn thấy hay không. Đó chính là một cái chỉ số rất là quan trọng. Và cái thuật ngữ cuối cùng Thịnh muốn chia sẻ với bạn đó chính là giá lượt tương tác. Thì ở đây á, vì Việt Nam của mình đa số là các bạn đều chạy là tương tác, thì các bạn đó sẽ đo lường cái giá theo là lượt tương tác. Thì bạn nhìn thấy trên màn hình thì nên để cho bạn xem,
thì nó sẽ nằm ở cái ô là chi phí trên mỗi kết quả. Cái kết quả này nè, nó phụ thuộc vào cái mục tiêu mà lúc đầu bạn chọn. Ví dụ như mục tiêu lúc đầu bạn chọn á, là chạy tương tác, thì cái kết quả trong này nó trả về là chi phí trên mỗi lượt tương tác. Hoặc là nếu lúc đầu bạn chọn là chạy quảng cáo, chuyển đổi, thì cái chi phí chỗ này nó sẽ trả về là chi phí trên mỗi chuyển đổi. Đó, nó sẽ khác nhau như thế, nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì quen gọi đó là giá lượt tương tác rồi. Thì đây là thường nói về những cái lượt like, share, comment hay bấm vào hình ảnh để coi đó, thì sẽ nó sẽ báo giá chỗ này, thì bạn có thể coi trong cái ô này á, đó là chi phí trên mỗi kết quả, là các bạn nó đang nói tới đó là giá trên mỗi lượt tương tác. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video, Thịnh sẽ giải đáp cho bạn. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Thịnh và bấm vào cái chuông bên cạnh nữa để nhận thông báo mỗi khi Thịnh ra video mới nha. Xin chào bạn và gặp lại bạn trong những video lần sau.